Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, làm nhiều người thương vong. Những người này là các cựu cán bộ thanh tra xây dựng, cán bộ và công an phường Khương Đình. Cơ quan điều tra xác định các cựu cán bộ này đã thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, xảy ra đêm 12 tháng 9 năm 2023. Hậu quả vụ cháy gây ra vô cùng lớn, làm 56 người sinh sống trong chung cư mini thiệt mạng, nhiều người bị thương.